Cảm ơn bà ngoại. Hả? Cảm ơn cô. Dạ thôi ạ. Cái này là gì? Dạ cô. Cô thôi đúng rồi. Chào cô. Dạ. Cảm ơn cô. Ủa? Dạ. Hôm nay sinh nhật ai vậy? Bạn cô em. Chúc mừng hai con gái và học trò Ba Quỳnh Xô Diễn cũng vì chữ tình thành công tốt đẹp. MC Mạnh Quỳnh. Cảm ơn chị rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều. MC của chú thật là tuyệt vời. Dạ. Không sao đâu, tụi con gia đình con tự có ghém được chứ Phi. Cái này tí nữa mình chắc chắn mình chia chứ. Chắc chắn được. À, cô em bên đây nãy còn nguyên này, bỏ vô đi. Anh cố tình anh may đồ nhiều túi là vì lý do này. Dạ thôi được rồi, vợ chồng có tự giữ được. Giờ anh ôm hoa rồi sao anh ôm em? Thì bây giờ có ai cứu không ạ? Quý ơi, cứu chị em ơi. Chị hai Quý ơi. Cứu chị hai Quý ơi. Bảy. Chứ Quý thật là đáo để. Thôi. Không có cái gì đâu. Làm cái túi này hết rồi. Giá nguyên chữ tiền cho. Để đi, tới đáng để cho đẹp. Để cho đẹp. Từ từ. Cái gì? Đẹp quá. Mấy cái bao thôi nhưng mà một cái ruột là không có à. Trước khi hát ca khúc tiếp theo thì Sen cũng rất là cảm ơn ngày hôm nay, mặc dù là lễ lớn và được nghỉ rất là nhiều ngày, nhưng mà mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đến đây và ngồi đây vô cùng ấm cúng luôn để xem chương trình của tụi con và ủng hộ cho tụi con. Dù ở bất cứ nơi nào mà cũng đến đây thì con cảm ơn rất là nhiều, một lần cảm ơn chân thành. Chân thành nhất có thể để đến vị và mong rằng tụi con sẽ thật là phát triển và có nhiều hát mới hơn, có nhiều bài hay hơn và hát càng ngày càng tiến bộ hơn để bù đắp lại cái tình cảm quý vị đã dành cho tụi con. Và con mong là quý vị sẽ luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn để tụi con được đứng trên này và nhìn thấy tất cả mọi người ở dưới. Đề nghị quay MV kìa. Dạ, chờ đợi là hạnh phúc. Tụi con không ra MV thôi nhưng mà ra là phải chấn động mới ra. Dạ. Tụi lúc đó tụi con nhảy là tụi lắm chưa? Tin nhau đi. Chờ đó. Tụi con đã lên ý tưởng là chỉ hai đứa con biết thôi. Ba mẹ cũng không biết. Ba đèo cũng không biết, không ai biết hết. Anh em biết thôi. Chị em chúng mày. Anh giới thiệu rồi, giờ thích em đi. Cho nó có màu sắc. Rồi bây giờ một ca khúc tiếp theo, hát được con sẽ gửi đến quý vị một ca khúc sáng tác của nghệ sĩ Trần Thiện Thanh. Bài hát được mang tên Gặp Nhau Làm Ngơ. Xin quý vị cùng lắng nghe. Mới vừa nhà thắm thiết lên nhưng bây giờ làm ngơ. Đi ra đi. Trời ơi. Đi nhớ gặp bánh kem nha.